Nay mấy chị em mình tìm được một cái địa điểm mới lý tưởng hơn để cắm câu. Wow. Nước trong trèo luôn. Chị thơm nha, nước này thơm nha. Trời ơi. Nước trong xanh luôn. Được không chị? Được. Trời ơi. Giờ này trời còn sáng cô chú ơi, nên là mấy chị em tụi con sẽ đi cầm trước nha. Chút xíu nữa tối á thì nhiều khi có mấy lỗ mà không nhớ thì cô chú nhớ xem kỹ xong rồi chỉ tụi em, chị em tụi con nhé nha. Trời ơi. Dạ. Giờ này thì nước nó chuẩn bị lớn thôi. Mình cắm tầm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đồng hồ qua cô chú. Em cầm cái lưỡi câu đó mới đúng. Đứng đây hồi nó lên sẽ cắm ngược lại nha. Dạ. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đảm bảo là cá nhảy cỡ nào của ông Dục. Lát quay lại dính lương không? Dạ dính lương thì không sao, đừng dính con khác là được. Khai sáng tìm đường đi, hay da. Chúng ta đã tìm thấy được một vị trí. Này mình dạt đường cho nó thấy đường vô ăn đó chị. Ăn xong rồi mát quá, ấm quá, ngủ luôn. Không có ra gì đó. Tháo chưa ra chị ơi. Rồi bạn Trùng ở đây chơi nha. Dạ. Dạ rồi. Đi con, đi, đi kiếm đường trước đi. Địa thế này nó gồ ghề quá chị ơi.
Dạ rồi. Quá trời luôn nè. Dạ muốn cũng nhiều. Muốn mèo luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Xứng lên trên chị ngồi dưới đó sau rồi. Giờ này thì cũng tối rồi cô chú anh chị các bạn ơi, chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Giờ con với chị em sẽ đi thăm câu nha. Hồi chiều lúc mà mấy chị em cắm thì nước nó ròng, giờ thì nước lớn nè. Giờ này là nước nó tới đầu gối luôn rồi. Chấm chấm luôn bạn ơi. Bật đèn lên. Trời ơi. Chị em cầm giùm em cái đèn nha. Đây, giờ này là nó lúc vậy nè cô chú. Giờ miệng mình muốn tìm được cái cây cần câu là mình phải bước vô đây mình mò nó nha. Tại chiều mình cắm lúc đó nước rồng mà cũng không biết cái chỗ này nó lớn mà, lớn dữ vậy. Quá lớn rồi. Trời ơi. Bị ghẻ. Hết mồi luôn rồi. Hết mồi. Quá nước rồi. Ê, dạ. Em đi trước đi, hay là chị đi trước? Dạ sao cũng được. Quá nước rồi. Chị không có nước thì là nước. Ủa? Sâu dữ vậy? Cứ cầm đi. Để em cầm này cho. Ổn không nghe chị? Ổn. Nhưng mà nó hơi sâu nha, em cẩn thận đó. Dạ. Nè, đi theo chị nè. Đấy. Đi theo chị nè. Bước theo chân chị nè. Đó.
thấy chưa? Rồi em được. Trời ơi, cái này á là hồi chiều ý là mình đã cắm trong mấy cái mé bờ rồi đó nha, chứ mà phải mà cắm ngoài mấy cái gỏng chắc nghe lúc đầu á không bỏ cái giò qua được luôn. Giờ là hai chị em chỉ mò thôi, rồi ăn hết mò luôn à. Thấy cái lử nào mà không có con cá nào chưa? Để này cho chị đi. Chưa đem gà vô đâu. Tại cái này nó bung ngoài nó nguy hiểm lắm. Rồi. Tiếp tục. Ây da. Nay hai chị em tụi con sẽ dắt cô chú anh chị các bạn cùng mà trải nghiệm đi thăm câu đêm ở trong một cái này gọi là gì ta? Hôm nay là mò câu luôn. Khu đất bị bỏ hoang nha. Sao chỗ này em không gò đụng được cái cần câu ta? Nó không đụng thiệt nha. Hôm nay nó gịch luôn tài. Nó gịch luôn. À đụng qua gì rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cái dây. Cái dây dùng đeo. Dính hả? Không dính luôn. Trời ơi. Ôi hết mồi rồi. Hình như là mình càng đi ra ngoài là nước nó càng sâu quá chị. Như vậy rồi làm sao mà biết được có cá hay là không đây? Cỏ quá cỏ rồi chị ơi. Trời ơi không mò đụng cái cần đây nè. Thực sự là đang mò trong vô dặn luôn á. Từ từ nha. Rồi, rồi thấy rồi chị ơi. Cái này cắm sâu quá, cái nó phát cái đất luôn rồi. Ê, cái này có diễn vọng nha, khả quan nha. Đừng nói chuột nha, cẩn thận nha ơi. Giờ mình không biết được nó là con nào nữa. Nó nặng lắm, cái này cái dây nó nặng lắm. Gì hả? Tiếp không nha? Tiếp không? Hồi hộp cái gì nha. Chưa, chưa, để em kéo cái dây lên. Chị thấy cái dây nó cứng không? Chị thấy cứng. Không biết cái gì dưới này nữa. Wow. Hồi hộp chờ đợi. Dễ sợ à, sao cá bữa nay chứ nó vụt hết rồi á. Không biết luôn. Hình như là tại vì hôm nay nước nó lớn quá hay sao á. Cá ơi, cá đâu rồi? Ui. Sợ quá. Ây.
cô chú anh chị các bạn hãy thông cảm cho sự bất tiện này của hai chim tụi con, tại vì hiện tại nước nó sâu quá cho nên là mỗi lần mà bước qua là nó hơi lâu một chút xíu. Trời ơi chị ơi cứu em, không muốn qua được. Nè lấy cái chân chị làm kê lên nè. Chưa, chị đợi em chút. Bây giờ cái mực nước nó đang đứng là nó đã ngang tới cái nách rồi, muốn bước qua được là phải dở cái giò lên nè. Giờ này tối quá không thấy đường cô chú ơi, không có biết được đường nào là phương hướng luôn. Nãy giờ mấy chị em lội ngồi lộn đường qua bên kia, giờ lội lại qua bên đây nó mới đúng nè. Chị ơi lỗ chỗ này nè, đây nè, đây nè. Ngân ơi đổi tay đi để chị dở cho Ngân ơi. Vậy anh dở nha. Chị dở cho. Đụng cần không chị? Không, đụng cây không mà sao cái gì nó quậy dữ vậy? Dạ, có cái gì đâm có em. Cái gì á? Có cái gì đó đâm em nè. Sao không ngồi được? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Nó quậy dữ lắm luôn nè. Chỗ này nè Ngân ơi. Ở đây hả, sâu dữ rồi. Mạnh mẽ lên đừng sợ. Không đúng thiệt. Chị ơi cái gì mà nó chân nhớt vậy? Hình như là chị cấm cắm đâu ta. Vừa chưa, chị đợi em chút đi. Chị chưa mò được luôn á. Em đang mò nè. Gùng quá. À chị thấy rồi Ngân ơi, chị thấy rồi. Em thấy rồi. Cái dây. Em đang cầm cái dây. Không, dính rồi cô chú ơi. Dính rồi. Nhưng mà nó gói cỏ phải không? Đúng rồi, cô thằng kia. Nó gói cỏ rồi. Cái gì vậy? Wow! Trời ơi, nguyên một cái dây vàng luôn. Chạy. Trời ơi. Vô mất đi một cái dây vàng rồi. Gãy cần luôn rồi. Trời ơi, tiếc thiệt á. Ồ, mấy con cá này không kịp luôn. Hay thiệt chứ. Rồi chứ nó đi mất tiêu rồi á. Không sao, mình còn tới mấy chục cây đặt. Mình đi nha. Đi tiếp tục ra ngay mà không được luôn rồi. Đi. Cái cần đầu tiên dính cá là một con cá chê vàng rất là bự luôn cô chú ơi. Nhưng mà tiếc một cái là nó mới có đớp vô thôi à. Nó chưa dính sâu á nên là mấy chị em dỡ lên xong cái nó bị ruột ra luôn rồi. Nó gãy cần luôn rồi cô chú. Gãy cần luôn rồi chị. Rồi luôn rồi. Tại giấm mạnh quá. Thôi chị có lưỡi cẩn thận. Cầm nha. Nè chị bung đi, chị bung đi mấy cho. Rồi, nhấn nhấn cái chọc ở đây nha. Nó quá mạnh rồi. Cái này bữa họ nó thì nước nó không có sâu. Này quá nuốt rồi. Cổ vũ cho hai chị em con để lấy lại tinh thần nha. Chị em đụng cần rồi nè. Đụng cần không? Đâu nghe. Nè, dỗ lên nè. Nhưng mà biết nó có dính gì không thôi. Ủa sao dây thẳng chứ ta? Đừng có dính cỏ nữa nha. Ngăn đưa thùng chị ơi. Chị dạ. Đưa thùng chị lại nha. Nè. Chưa để gỡ cỏ ra cầm đó rồi. Cái gì đây? Cá chê. Chính còn cá chê nó cô chú. Đưa thùng chị để vô trước đi. Để sao nó rớt nữa. Đây. Wow. Ủa nhưng mà sao nó bị lỡ tùm lum vậy? Hả? Nó lỡ chưa? Ở dưới nước chị không biết nữa. Chắc nó cắn nhau á. Sao mà bà lỡ chưa ta? Ôi không phải, bà bị cắn thương rồi. Bà đi đâu mà bị cắn thương dữ vậy trời? Thôi chắc phải đánh lộn nhau. Cô chú ơi nó bị cắn thương rồi. Nè. Cái thằng nó bị con gì cắn nó quá. Bị con gì cắn rồi. Có thể là dành ăn đó chị. Chị gỡ luôn. Gỡ luôn hả chị? Cái này nó bị được không chị? Wow. Nó bị chết à. Ừ.
nó ngợp với lại nó bị cắn, nó bị con gì cắn á. Nhớ đường nha. Dạ. Hình như là đường này mình đi thẳng đúng không ta? Đường này đi thẳng nè chị. Bữa nay đúng là một ngày hấp thu của hai chị em luôn cô chú ơi. Nãy giờ dở gần hết cần câu rồi, mà dính cũng có ăn con cá một rồi. Để cái này coi. Hy vọng đây là một cái cần câu còn lại sót lại của chị em mình đó. Rồi, không dính luôn rồi. Đây là cây cuối cùng rồi đó cưng ơi. Hết rồi. Kiểm tra là một lần cuối cùng. Có một con một rồi chị. Đây nè chị. Nè chị. À, đây là thành quả sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi cũng như là đi cắm của mấy chị em nè cô chú. À, đổi lại thì được một chú cá chê vàng, con này thì do là nó quẩy mạnh quá cho nên là giờ nó xỉu rồi. Không sao, nay mình cắm không có, mai mình cắm lại tại nay nước nhiều quá. Với lại chị làm dụng con cá chê vàng. Ôi trời. Mà mua một bên một miếng đi ăn ơi. Thịt này là thịt gì vậy chị? Cái này nha. Ký đi cưng, ký đi chị lấy trứng. Cái này là thịt gì vậy chị? Là đùi sao. Đùi sao. Còn cái này là cốc lết hả? Cái này là cốc lết. Lấy cái thịt đi ha. Tiếp chuyện ký đi. Dạ thôi, một miếng đó là đủ rồi chị. À, hôm qua thì con với lại chị em đi thăm câu cô chú ơi, nhưng mà bị thất thu rồi, có con cá à, thành ra là sáng nay phải đi chợ mua đồ ăn thêm nha. Mẹ mua ủng hộ thôi, mua người miếng chứ không phải là mà mua hết được. 460. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi. Đeo gì không? Tụi con mới vừa mua thịt rồi. Ôi bự quá à, lấy con nhiều quá. Dạ được, lấy cục đó đi. Muốn hỏi cho con. Bốn thùng vàng đúng không con? Dạ. Vừa về rồi. Vừa về xa lắm về. Trời, bữa nay là nhà mình có quá trời thịt luôn. Căn dư gì dạ. 40 đúng không ạ? 40. Dạ, cảm ơn cô. Bồ ngốc bữa nay sao mấy trận mưa quá trời tốt luôn. Ở trên này non lắm nè chị ơi. Trên này ngon lắm. Trời, nhìn nè. Nó là hai trường phái khác nhau luôn á. Biết lát lại chị hồi mình thui đi. Bỏ vô gỗ luôn chị ơi. Sáng em với chị, em với Cẩm đi chợ đó chị. Mua được hai miếng thịt cũng ngon lắm. Thịt nạc ba gọi nha. Dạ không nghe chị, thịt nạc nha. Thịt nạc hả? Em đi chợ là dễ gì kiếm được thịt ba gọi. Khó kiếm dữ à. Rồi hồi nãy em về em rửa sạch hết rồi, cái em lạng mở bỏ hết luôn rồi. Giang ăn à, thành ra là mình là không cho ăn luôn đó. Đúng. Không có, họ không biết mở đó. Thì mấy mấy chị em thịt đây đưa ăn ăn mở. Trời. Không, em bỏ luôn rồi. Con gắng cố gắng con lạng lạng, con lấp lấp thôi. Con còn miếng nào sót không cô chú. Giờ này đem vô mình lặt bồ ngót ra, trong lúc mà hai chị em lặt bồ ngót thì bên đây cái gói hàng lúc mà chị Nhàn đem vô cô chú. Thì ôi hình như là bánh á. Chị nói đâu phải nước đâu.
Hồi nãy em thấy lúc lắc bánh. À em biết bánh này, bánh trứng muối tan chảy. Ủa gì sao nó lúc trung thu trứng muối hả? Không, bánh trứng muối tan chảy chị em hay mua đó. À em biết rồi. Trời ơi. Lên lên. Đi đấy sao thấy nó lúc lắc vậy nè. Nè nè nè. Đúng rồi. Đố cầm biết bánh này của ai? Không biết luôn. Của ai ta? Đâu có để đâu. Để ta để số nhà mình không à. Quá nhiều bánh luôn. Của ai vậy? Ai gửi bánh cho mình chứ hả? Trước nhớ cái lúc mà mình khui chè tí kiến nhiều nhan không? Nhớ. Cùng một người đó. Wow, vậy là người ẩn danh quả bánh luôn. Ai vậy là vừa ăn chè mà vừa bánh, ăn bánh nữa. Chị ba khui thử một cái ra, thử coi phải trứng muối tan chảy không chị ba. Không có nguyên gì nha. Dạ, tại em thấy cái nào nó cũng nguyên mà chị. Sóc sóc nên nó hơi không, bị hơi bị bể. Nó hơi mềm thôi không sao. Nhóc hết trơn luôn rồi chị hơi không hết luôn. Trời ơi, ủa mà người ẩn danh ở đâu mà có thể gửi cho mình được. Ẩn danh là ở vòng vòng đâu đây nè. Chắc là đang ở gần đây nè mới gửi được cái gói bánh này qua nè. Đây. Mở ra. Mở ra coi. Kìa chê. Wow. Dẻo nghe. Bánh trứng muối tan chảy. Trời ơi. Thử miếng chị. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn bánh trứng muối tan chảy. Đây em đi nhìn cho. Nè chị nhẹ. Ở ngoài là có mè. Cô nhìn cho. Nha, có thêm mè. Dạ ăn đi chị. Ăn đi. Để em khui cho đủ luôn nha, bánh trứng muối tan chảy. Ăn đi đây nè. Mày phụ lòng chị rồi đó. Khui ba cái đi con. Khui đi nè nè nè, ngăn với chị ăn đi. Trời trời trời. Xíu 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 là caramel. Chị ba đi. Dạ mời cô chú anh chị, mời người ăn danh. Wow. Thơm, ôi thơm quá à. Ừ, thơm nha. Cái này thơm lắm luôn. Thơm tan chảy. Cảm ơn người ăn danh rất là nhiều. Mày ăn danh. Trời ơi, cái này mà. Nè, có đấy đi. Kế bên nữa có một bình trà ha. Của caramel. Rồi, mời cô chú anh chị và các bạn. Ừ. Mời người mình lỡ ăn cái này. Bánh trứng muối tan chảy. Xong cái lát mình ngưng lại. Anh ta. Lấy cái bình trà ra uống. Đúng rồi. Trời. Ừ. Thơm mùi sữa tươi. Ừ, mình lấy bộ bộ trà của chị Loan á, mình để nước trà cho mình uống rồi mình ăn chung với cái này. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Thơm quá. Dẻo. Ở bên trong trứng muối nó ngọt ngọt mặn mặn. Bé bé mà. Ở ngoài nhiều lớp quá con. Bánh nhiều lớp. Ừ. Nó có gì ở ngoài đây nữa nè. Cái lớp gì á mà nó dẻo nhẹo à. Ừ. Ừ. Trong trong. Ha. Nè trong trong ha. Ừ đúng rồi đó. Nó không ngọt lắm. Nó không ngọt, không ngọt. Ngọt lắm. Lấy mỡ cá hôm trước lên nên mình làm đồ ăn uống với không ha. Lát nữa lấy là mình kho chung với thịt luôn á chị. Ồ. Ui. Cá lóc chịu mất nổi rồi. Ồ bò ngót quá trời ngon rồi Tàn ơi. Ngon xong. Còn nhiều không chị Nhi? Được mớ cá rô, chứ còn cá lóc nữa. Không còn sống nữa. Không còn sống nữa. Cũng bộ mà 2, 4, 6, 8 con cá rô. 7 à. Và mình sẽ dò viên viên lại nay ăn canh mà nấu thịt với bồ ngót nè, rồi viên viên nữa. Thịt viên nha, nay làm thịt viên. Xíu. À, nhìn giống như cá chả nha. Nay đi chợ mua được mớ thịt ngon quá cô chú ạ. Ướp ở đây nè, rồi thêm cá gô nữa. Nói chung một nồi luôn. Nay chúng ta có rất là nhiều thứ ăn ngon. Muối mặn mình là chiên ăn chung với canh.
giờ cái này canh thịt nó chín nè, giờ con bỏ bùn ngót chưa, bùn ngót hết sức non. Này chắc nóng không nữa, không hết. Mẹ xuống cho nó sạch rất là nhiều. Hơi bụi nha. Chị dễ bán cá bằng đũa được không? Chị ha? Dễ được, được. Dễ theo đường 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 xẻ. Nhìn nè. Đó. Hấp dẫn quá nè. Ai ăn thích đuôi, ai thích đầu. Cái nào cũng ngon. Mình chia cho đầu đi nha, đây mình đuôi. Con cá cũng bự quá chị. Wow, hấp dẫn quá. Rồi, cái đầu bên đây. Đó. Trời ơi. Này mình có rất là nhiều món ăn luôn nha. Cá chê chiên nè, canh bò ngót nấu với thịt tép lộn. Thịt kho với lại cá rô. Tép. Dạ mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với lại gia đình tụi con. Chị ơi, nào đi đặt thịt tép là ngò canh khoai ngọt nhưng mà không có tép. Bởi vì lưới cá chốt á. Thiếu tép. Đây công trình của ai đây? Dạ của em. Cảm ơn chị. Chị ăn chị ăn đi. Wow. Chắc cái đuôi cho. Thì cái mình này giọng hả chị, chứ cái giọng hả? Em nhẫn thưởng cho mình với hai chị em mình. Cá chê vàng á. Chê trắng. Chê trắng hả? Vàng. Mà em thấy chú mắt là vàng rồi đó. Vàng. Vàng, vàng, vàng luôn đó. Hả? Cái gì? Một cặp luôn. Ừ. Nhưng mà vừa hết một con. Ừ. Cá chê vàng, tại nãy lúc mà em trụng xong cái là em cạo là trắng luôn á. Học chị ba. Bữa cũng vụt á. Vụt, bữa nó vụt hết con vàng nữa. Bữa nó vụt hết con tại vàng. Tại vì mò quá mò. Nước sâu quá hả? Ừ. Cái đây nè. Nước lớn quá. Sâu. Em giang lại mắc cười. Trời ơi. Lớn hơn bữa em chị đi rồi. Lớn dữ lắm Cẩm ơi. Nè Cẩm. Thấy cái cổ chị là biết rồi đó. Nó lên tới đây nè, mà đứng không có tới. Lại không mà. Bơi không á. Là động thêm cỏ nó lôi dọa dưới em nói chị cà bơi cà bơi cà dưới dưới là mất cười cái. Lấy công cỏ này. Làm cái thế đó, để mà đứng ở dưới đó, giống như là đất vậy đó bùng vậy đó. Mà nước sâu cũng nguy hiểm á. Tại mình đi trúng bữa nước nhiều. Đúng rồi bữa chị đi với Cẩm thì nó nước nó ít. Mà cá nhiều nữa. Mò cái đụng cái, mò cái đụng cái. Dạ. Cá ngon. Vừa ăn quá. Ăn cái đuôi với cái ghẹ của nó. Cá rô là đúng với sự mà hả? Trứng luôn. Con nào cũng có trứng chân. Đúng vậy hả? Thập bên trong nó vàng nè. Nước nhiều. Cái bên này nước nhiều. Nước lớn. Còn nước 30 chị. Hết nước rồi. Bữa sau đi cắm lại. Hết dòng này. Ăn thì bụi môn lắm thôi. Đúng rồi. Ngày hôm trước không? Ở xa hơn. Xa hơn. Xa hơn, xa hơn một chút hả? Ừ. Nằm đầu ngoài á. Chỗ đất của mình á. Ừ. Ở ngoài đó hồi trước mình hay bơi xuống dưới á. Ừ. Ông Bảy đổi chỗ. Đổi chỗ cắm à. Đổi chỗ cắm. Rồi đó ta đặt giống cắm nhiều. Mấy chị em hay đi ra đó chơi lắm. Mò ốc, mò hớn. Mà giờ ta chặn đường rồi, không đi được. Hấp đường đi rồi. Ừ. Hồi lần nó đâu có cỏ dữ thằng vậy. Không có cỏ. Ừ. Là vui lắm kìa. Bây giờ cỏ này là đi bơi xuống được. Bơi xuống không được, luôn trước nhất luôn. Chú đó giờ cho mướn lại mình cũng đâu ai mướn. Đất đó giờ thôi lại mình cũng đâu làm gì đâu. Mấy đứa nhỏ hay đi ra đó lắm á.
Thì đó nước nước lưu thông đó chị, nó sạch lắm. Sông lớn rồi. Sạch trơn à. Nói hồi đó gì chứ anh chứ mới có mấy năm nay hả? Chắc khoảng 2 năm. Đường ốc ngọt ghê luôn à. Mới nhá. Quên. Chấm luôn. Trời chấm với nước mắm. Chấm luôn. Chấm đi chị. Chị muốn đậm đà thì chấm thêm. Nãy giờ qua thấy được miếng mỡ này cũng mới thật à. Không luôn đúng không? Để chị tìm ra. Có không chị? Ngăn hẻo xong rồi để sao đem vô máy kiểm nghiệm. Qua tay chị ba nữa chị ơi. Em chị ba mà chị ba kiểm nghiệm rồi. Ấy là nãy chị ba chị kiếm mấy miếng mỡ chị bầm trong một canh đó mà còn không có. Dạ. Hôm nay sau một buổi mà con với lại chị em đi cắm câu thì về có một bữa cơm rất là ngon luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Và cảm ơn cô chú anh chị các bạn vì đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.